các bạn. Xin chào các bạn, xin chào cả nhà. Hết sợ Halloween. Bây giờ mình mới ăn xong, uống cà phê xong, bây giờ mình sẽ đi vô vô rừng, vừa đi dạo vừa coi có shop không ha. Cái năm nay sẽ mình đi hai lần không có shop. Ừ, đây nè, Alex nè. Đó. Gần tới chỗ rồi. Theo như yêu cầu của các bạn thì hôm nay Huyền sẽ đi hái súp. Đó rồi Alex lên bận cái bộ đồ đi rừng đi con, để máy ướt á. Tụi Huyền sẽ bận cái bộ đồ đi rừng cho Alex với các bạn, để máy trong đó nó ẩm ướt á, tại mưa mấy hôm rày nè. Đó, đem đồ nghề đồ theo nè. Năm nay bên đây cũng thất mùa nữa các bạn. Không có súp nhiều. Hả? Đây mùa đông người ta đi xuyên cái đường này nè. Ồ. Còn mùa hè bây giờ thì đi bộ với đi dạo. Dạ. À, cái đường đi xuyên nè. Hôm nay tụi Huyền đi cái rừng này khác cái rừng của tôi. Tụi Huyền đi ở trên gần nhà ha. Cái này gần chỗ ăn hamburger. Rừng này nếu mà nó có thì súp cái loại súp nâu quá. À, súp nâu quá. Nhiều lắm. Đó. Mà dạ. Nguyên năm nay cũng không có rồi. Ừ. Năm nay khí hậu nó ấm quá. Súp này súp gì nè. À, mới thấy súp rồi nhưng mà chắc không. Năm nay khí hậu bên Huyền á nó ấm các bạn, ít mưa. Cho nên là dạ, cho nên là ít có súp ha. Huyền thấy mấy cái anh chị mà đi hái súp ở đây á, người ta cũng nói là năm nay thất mùa các bạn. Đi hái không có nhiều bằng năm trước. Mà năm nay em thấy cá cũng ít thế anh ha. Súp cũng ít mà trái cây Huyền thấy cũng ít luôn các bạn. Đó đây nè. Quay cho các bạn coi cái đường trong rừng. Đi ngõ này đi. Ngõ trong hả? Nè các bạn, ở đây là có cái đường nè. Để xe đạp ha. Còn Huyền đi ngã trong này đi hái nấm thì đi mấy cái trong ẩm ướt cỏ cỏ vậy nè. Cái đường này lớn lắm á, đi không biết có kiếm ra đường về không. Xạo. Thật ra Huyền thấy đi nó không bao giờ lạc các bạn. Có chứ đâu có lạc đâu. Không có gì, không có lạc. Nè nó ký hiệu cái đường đi cho các bạn ha. Cái màu xanh là có đường nè. Đó các bạn vô tới rồi nè, đẹp chưa? Không khí trong lành lắm. Vô đây chỗ cái hít thở nó thông, thiệt là thông vậy các bạn. Không khí nó trong lành á. Alex bận bộ đồ chắc cứu không có chú. Không sợ ướt, không sợ lạnh gì hết á. Nhớ là 5 năm vừa rồi mới xuống đây này. Này mình đi lên trên kia nữa, Alex. Té bây giờ con. Mấy cái nấm nâu á, các bạn, cái nấm nâu á, ăn nó dai dai. Tới bây giờ mà trong tủ đá Huyền vẫn còn á nha. Hôm qua Huyền nấu cháo bò á, bỏ nó vô ăn thiệt là ngon luôn. Này không phải đâu anh nhớ lộn rồi. Đi lên đây nữa. Đó. Nói gì nè các bạn. Thẳng ở đây ha. Rồi đi lên trên đây cũng có hướng đi đây. Nhiều hướng đi lắm. Nấm là nấm mầm chì đây hả? Nấm không biết nấm gì nữa. Đây nè các bạn. Nó mọc trên những cái cây mà gỗ mà nó đổ gì nè ha, mục quá. Nấm này rất là nhiều luôn. Coi nè các bạn mấy cái đột cây nè. Cao ghê. Quay chỉ đó đi. Đó nè. Nó cái gì vậy? Trời trong xanh đó các bạn ha. Cái gì con? Quá, cái gì quá tuyệt vời. Nấm á con, nấm á. Ở trong đây á, cây nào cây nấy nó to lớn lắm các bạn coi. Cái trắng trắng nè. Đi lên đây nè. Mình đi không? Bây giờ mình đi thẳng lên đó. Dạ. Nãy giờ thấy mấy cái súp gì đâu không à? Chưa thấy mấy cái loại mà mình hái ha các bạn. Năm nay thất thu các bạn ơi. Nấm nó nhiều lắm luôn nè. Coi chừng trơn á nha. Ngon gãy. Mấy cái đó về nè. Alex đạp cái nấm bên đây đi. Nấm này nè. Để coi nè. Đó các bạn. Mấy cái nấm này nhiều dữ lắm luôn. Cứng quá. Đá hư dày đó. Để ở đây. Đó. Đó. Thôi đi con, trơn té. Ừ.
cái gãy hả? Ừ. Đây nè, mấy cái loại này rất nhiều ha. Mình cũng thấy có người ta hái, người ta sắt để nấu uống trà các bạn. Nhiều lắm. Các bạn biết không, đang đi hái này, ảnh nói giờ chưa em ơi, chắc năm tới. Chưa tới mùa nấm đâu mà ông nói tới năm tới. Vũ, năm cây rồi, tụi mình hái ở chỗ này nè, quá trời quá đất luôn. Dạ. Đây nè, mấy cái nấm này, em biết nấm gì nè. Thấy nấm gì đâu không à. Đó. Đi con. Ừ. Năm nay thất thu rồi. Gì vậy? Có thể mới mưa mấy hôm nay nó chưa lên nữa. Nó còn ở dưới á. Huyền thấy bắt đầu nó mới. À đúng rồi nè. Nó mới bắt đầu mọc rồi các bạn. Tự nhiên năm nay mình nhớ lại cái chỗ cũ á. À, cái chỗ năm rồi tôi Huyền hái đây nè, các bạn thấy không nè. Nó vừa mọc thôi chứ nó chưa có mọc lên á, năm nay nó trễ quá. Tại trời bên Huyền ở năm nay khô hạn các bạn biết không, cho nên tiền điện nó cũng lên. Ít mưa các bạn. Cái ông này nhảy nhảy họ cây thọt đít nè. Okay. Này các bạn, nó nè. Phải nó không? Nó đó. Nhưng mà nó mới mọc à. Chắc cái này phải chờ thêm tuần nữa. Đâu? Nấm thì nó nhanh mọc lắm anh. Ok, cái gì? Anh Hùng á. Cho nên nó có cô chú nó cười anh và nói anh review lạ lắm. Nấm mà ông nói cái này mắm gì đây, rồi nó mắm cá sặc. Nấm mà không kêu bằng mắm các bạn. Để ướt rồi. Hử? Đứng dậy để con ướt đồ đó. Hồi nãy kêu thai không thai. Đi vô rừng mà nhảy nhảy vậy không sai, hồi cho lạnh chết cha luôn. Chắc đổi nghề không có đi hái súp mà mua súng đi săn á. Đi săn. Đó. Rừng núi Ba Lan. Bữa nay đi dạo là tuyệt vời. Ừ, hôm nay đi dạo. Ừ. Mời cái nhà em nho. Đó. Rồi các bạn thấy xung quanh mình là mấy cây gì không? Lô ba, em nói rồi á. Ừ. Ở đây là nhiều quá trời luôn ha. Dạ. Cái này mà phải hồi tháng 8. Ở đó có một cái ổ kiến hả? Ờ. Phải không? Ổ mối. Ổ mối. Tháng 8 là vô đây hái ba rồi nhiều lắm nè. Ừ. Ổ kiến hả? Biết không, nấm á, Huyền chưa thấy nó mới lên tí vậy ta. Cái nấm mà cái loại Huyền hái á. Mới lên anh ha. Cái lại năm vừa rồi mình đi hái nấm, anh nhớ khí hậu nó lạnh hơn bây giờ chút xíu. À đúng rồi. Năm nay Huyền còn ấm lắm các bạn, trời ơi. Giờ này ấm là 19 độ. Ờ, hiện tại bên Huyền 19 độ. Tháng 10 rồi đó. Năm nay em khí hậu không? Huyền sợ ho cho nên bận áo này nè. Chứ thật ra bây giờ nó cũng nực nè. Cũng có thể năm nay mùa đông vô trễ lắm à. Mẹ. Lại nó quy càng ngày mùa đông nó cục lại ha, nó ngắn lại bớt. Ừ. Mùa hè thì nó dài hơn rồi, đỡ rồi. Chứ mấy năm trước giờ này là tối thui rồi, có tuyết rồi đó. Mười mấy năm trước là giờ này có tuyết rồi ha. Vậy hả? Ghê vậy. Tháng 10 nè. Ừ. Có tuyết nó lạnh đó. Mình đi vô đây không có súp thì mình đi thích thao thôi. Dạ. Có thì hái, không có thì thôi các bạn. Cho nó phỉ ha. Chứ không có mất mát gì hết. Nhưng mà Huyền thấy rồi, Huyền thấy nó mới lên nhú cơ mà. Chắc nếu mà muốn hái chắc khoảng tuần nữa các bạn. Ừ, tuần. Thấy toàn là mấy nấm này không à. Đó, dưới đó một cái nữa kìa. Nhiều lắm. Đó, tụi Huyền sẽ đi ra một cái rừng thông bên đây nữa. Em thấy mấy cái nấm gì đâu không anh? Đây nè. Đó, Huyền thấy mấy cái nấm này nhiều lắm luôn nha các bạn. Nhiều lắm đây nè, cũng ngon lắm luôn á. Mà mấy cái nấm này thì Huyền cũng không có rành ha. Đó, đây nữa nè. Nhiều lắm. Alex kìa. Alex đi trong đó làm gì đó. Hả? Bây giờ các bạn nghe anh Hùng review nha. Để coi anh nói đúng không nha. Cái gì anh? Này các bạn. Cái gì?
nấm, nấm công chi nè. Nấm nấm công chi. Nấm gì đó, nấm linh chi. Nè, bên kia nữa nè. Nghe nói Việt Nam mình mấy cái nấm này quý, người ta uống trà mà không biết phải không? Các bạn cho mình cùng mình tha ha. Không biết phải nấm đây không? Nấm này rất là nhiều luôn nha. Các bạn coi bắt đầu nó mọc thêm nữa nè. Nè. Đó. Cái này giống nấm kim châm hết các bạn nè. Nhiều nấm lắm. Ồ, coi nè. Ở trong này quá trời cây bự rồi. Hai cha con Alex ôm không dép luôn á. Cây to đó. Đây nè, đi lên đây nè. Mình hái đầu tiên luôn á, dạ. Cái khu này hồi năm trước tụi Huyền hái dữ lắm luôn á. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa thấy cái nào ha. Trời, đi trên đây êm chân gì đâu luôn á các bạn. Đó, trên đây nè. Trời, đi giống như đi trên nệm vậy đó. Êm gì đâu luôn. Đó, năm trước tụi mình hái ở đây cái nào cái đấy nó to. Đây nè. Đó. Cái này khóa không? Này. Đó các bạn. Đẹp lắm. Đi trên rừng không có mệt ha. Ừ. À đây nè, mình cho các bạn coi nè nha, bắt đầu nó mọc rồi. Đâu? Đây nè. À, các bạn thấy không, đây nè. Đây nè. Huyền hẹn nó tuần sau ha, đây nữa nè. Không con mưa nhiều. Ở đây nấm rồi, nấm bự không à. Đây nè các bạn. Đó, ở đây cái nấm nè các bạn. Bự hơn cái gang tay mình nè. Wow, nó to dữ vậy. Các bạn biết nấm gì không các bạn? Theo anh nghĩ nấm gì? Nấm gì đó? Linh chi. Chơi mai ảnh đó nấm kim chi. Linh chi không nha? Không biết nữa. Phải giống các bạn ha. Trời. Ê nè, trụ nó to lắm các bạn ơi. Nhìn đã cho sợ luôn á. Đó, tới bây giờ vô cái rừng thông nè, đẹp chưa? Hôm nay người ta đi dạo quá trời ở ngoài luôn. Cảnh đẹp các bạn ha. Nấm linh chi nè, màu đen nè, giống như cái cục cây vậy mà sao mà ăn được trời. Đâu để em làm coi coi, Alex mới lụm á, đưa Alex nó cầm đi. Alex cầm hả? Cầm vô lên cho nó mơ. Giống cục than các bạn. À, vậy mà sao mà xài được? Thì người ta cưa ra, người ta sắt lấy thuốc làm thuốc á. Thấy như vỏ cây vậy đó. Nhưng mà không biết sao. Đây kìa, nhóc hết trơn kìa. Em nè, nè. Alex, em nè. Anh thấy hả? Đó các bạn. Nhiều lắm luôn á nha. Thấy em thấy giống cái chân voi á. Cái chân của con voi á. Nắm quá con. Đó. Cái rừng này đi thích lắm. Không nói. Một quá trời một rồi. Mấy cái cây này do cưa biết nhiêu củi mà nói ta. Thất thu nên đi ra nghe các bạn. Nãy giờ tôi Huyền đi dạo vòng vòng dữ lắm luôn rồi.
Alex mệt luôn rồi. Đó. Bây giờ tụi Huyền đang trên đường đi ra là sắp tới chỗ xe đậu rồi. Đi chủ yếu thể dục cho nó khỏe. Đó cái chỗ hồi nãy để chạy xe đạp nè. Hả? Xuống hết lề hết táo ăn ha. Ok. Chỗ này cũng gần cái công viên đó. Đâu? Đâu? Ở đây là cái đường để người ta tập mấy cái người mà đua ngựa các bạn. Đó thì qua ra không kịp để quay cho các bạn coi. Đó, đường ngựa là nó cát vậy nè ha. Bắt đầu thu mùa thu rồi nghe các bạn, cho nên là lá nó rụng, các bạn thấy chứ đường nè. Wow. Tụi Huyền mới đi rừng xong rồi bây giờ vô đây kiếm trái cây ăn giải khát. Mình đi sẽ đi dạo bờ ao nè. Dạo xong dạo, cái rồi xong về dạo thêm một vòng nữa. Nấm chưa có mọc các bạn ơi. Mấy bữa kia nó gió thổi dữ quá, bây giờ thấy cây nó hơi rụng hết rồi kìa. Ui chua cha, nó rụng kìa. Chẳng những rụng mà còn gãy cành nữa chứ. Ui rụng rồi, nó dập lên cái này nè. Dạ. Bây giờ ra coi còn trái cây không nha. Các bạn coi nè, mùa thu có cây lá vàng hết nè. Còn dưới biển kìa. Nói chúc mình đi dạo cái đường đó nha. Đẹp ha. Ôi, xong. Các bạn ơi, đi rừng không mới thấy súp, nhưng mà ra mà công viên thì thấy súp nha các bạn. Súp này Huyền không biết ăn được không ha, nhưng mà cái súp này thì ăn được nha. Súp này gọi là súp mực nè. Ây da. Đó nè. Kiếm chừng thêm 10 nấm nữa coi. Còn cái loại này thì nó màu đen, Huyền không biết có ăn được không á các bạn. Cái này thì Huyền chưa có biết ha. Cái này hái gửi lên trên cái chỗ control súp á. Súp ăn được không? Nè, súp này thì được nè. Còn cái này thì em chưa biết. Nhưng mà thấy nó nở hết rồi. Mấy hôm nay mưa gió quá cho nên là nó rụng trái cây hết rồi. Ôi, nó gãy luôn nè các bạn. Nó gãy một nhánh luôn nè. Trời, cái nhánh đó là nhánh nhiều trái nhất á anh. Trời. Để, ôi trời, cho nó sao trái to dữ anh. Ừ nè. Ở đâu có cái cây kìa. Nó để sẵn cây cho mình khiều luôn á. Ở trong á anh. Đó, luôn. Ê nè, anh thấy ở trong có trái bự không? Đó, xích trong chút á. Đó, cái chỗ anh. Nặng lắm hả? Ở cây đấy hả? Ở dưới. Đó. Cây hả? Xích, đà. Cái cây nặng rồi, cố. Ai kiếm được cái cây này cũng hay vậy chứ. Thôi nó nặng lắm. Lượm mấy trái đó đi con. Ủa trên nè. Đây nè các bạn. Chín rồi, chín luôn rồi. Ồ mềm, ăn cũng dở, đâu ngon đâu. Mấy trái này ăn giòn mới ngon. Ngọt. Ăn dục với Alex thôi. Gãy một nhánh mất tiêu rồi, cái nhánh mà nó nhiều trái lắm. Mấy cái táo này mùa đông nó dính trên cây chắc các bạn, cho nên là nó không có rụng nhiều ha. Đây nè. Táo mùa đông á. Dạ. Mấy trái này thì ngọt ngon nè. Mà nó cũng bị gãy nhánh nữa, anh thấy không? Mấy hôm bữa hồi tối nè gió cũng lớn phải không anh? Gió mà ở ngoài nó nghe rầm rầm luôn các bạn, ghê lắm. Cây đều gãy hết. Các bạn thấy nó rụng không nè? Rụng quá trời rụng luôn á. Ngon không á, không được, nó mới rụng mà. Vô, mới rụng hồi tối này nè. Alex làm kỹ rồi. Ngon lắm đó. Trời ơi. Ông này. Đó. Nó khoái leo lắm. Được rồi. Ôi, mấy trái bự ở trên kìa. Leo được không á? Trời ghê quá. Rồi được rồi. Hái được chưa? Không đi xuống đi. Ờ, rồi hái chiền cho ba ba. Dục xuống. Nó đỏ. Ghê chưa?
Rồi, hai trái, ba trái đủ rồi. Đứng đây. Trái nữa thôi con. Rồi, đủ rồi. Rồi, được rồi, người trái. Rồi, em ok. Em muốn ăn thôi đi nè. Đồ bên đây nè, cái đùng này mẹ con. Thôi anh thả nó xuống rồi ghê quá à. Thì xuống đây con. Thôi đi nè. Té xuống rồi. Kìa rớt rồi kìa, anh làm rớt trái đỏ rồi kìa. Thật ra đâu cần phải hái đâu, nó rụng dưới đây, nó mới rụng không nè các bạn. Ừ. Nè thấy không? Nó bị gãy rồi. Đảo này y chang nữa, hồi bữa nó hái đó. Gì đó hả? Đó. Ừ. Nè các bạn, ngon lắm. Đỏ đỏ ha. Ừ. Trời mùa thu qua lá nó rụng nè các bạn. Cái này tới người ta dọn, người ta có cái đồ thổi, thổi lá khô á. Đó. Đó, tụi Hằng sẽ đi xuống đây quay cho các bạn coi. Ở dưới đây á, người ta cũng để cho mình cái ghế mình ngồi nè các bạn. Đó. Đây nè, có một cái băng. Cái này là nước ngọt các bạn, sông á. Ê, tổ chức sinh nhật ở đây hay gì vậy? Dạ. Tổ chức sinh nhật á. Nó bắn mấy cái giấy kim tuyến màu á mà. Dạ. Ồ, còn nước nó trong kìa. Nước nó trong mà thấy đáy luôn á các bạn. Dạ. Nước sâu. Nước sâu quá con. Ồ mà nước sao hôm nay chảy ha, xiết quá ha. Lên câu cá cá hồi á. Ừ. Nước sâu nữa. Hôm bữa tôi Huyền quay thì ngồi ở trên kia. Ừ. Có nước sâu nữa. Chèo cano là ngon lành luôn. Chèo thuyền cá dắt đó ha. Dạo là đã luôn. Lần tạm biệt cô chú. Rồi xuống đi dạo suối ha. Tạm biệt cô chú. Tạm biệt cô chú ha. Thì thôi, gia đình nhỏ tạm biệt các bạn tại đây nha. Tạm hẹn các bạn chắc tuần tới mới có súp nha các bạn. Mới có nắm. Có thể thôi, chứ chưa chắc đâu. Dạ. Khí hậu nó còn ấm. Dạ. Ok, bye bye các bạn. Ok, hẹn lại các bạn sau nha. Đó, nó kêu gì nè. Bye bye. Bye bye các bạn. Thank you.